Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi C3 trang 60 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Hãy phân tích và cho biết các điện trở mạch ngoài của mạch điện có sơ đồ hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào. Từ đó nêu cách tính điện trở tương đương của mạch ngoài này. Các em hãy quan sát lại sơ đồ hình 11.1 ở bên trên. Chúng ta thấy ở đây là một mạch điện kín gồm có một nguồn điện. Mạch ngoài đây gồm 3 điện trở R1, R2 và R3 và chúng được ghép nối tiếp với nhau tạo thành một dãy các điện trở nối tiếp. Như vậy thì chúng ta có thể thấy ngay là trong mạch nối tiếp thì công thức tính điện trở tương đương sẽ bằng tổng các điện trở thành phần. Như vậy với câu hỏi C3 này thì các em có thể trả lời ngắn gọn như sau. Đó là theo sơ đồ hình 11.1 ta có điện trở R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3. Từ đó chúng ta suy ra điện trở tương đương của mạch ngoài sẽ tương ứng là R bằng R1 cộng R2 cộng với R3. Và đề bài ở bài tập số 1 thì người ta đã cho biết là R1 bằng 5, R2 bằng 10 và R3 bằng 3. Như vậy thì chúng ta thay số vào thì tính được ngay là R mạch ngoài này có giá trị tương đương bằng 18 đơn vị là ohm.